Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau chơi test thử. Thuật lên thì có HP thấp nhất, nếu kỹ năng tiêu diệt đối thủ thì hồi lượng sách của Sakura này, bây giờ mình sẽ kích hoạt luôn trị liệu thuật trị liệu của Sakura. Hoa đào rơi rụng từ việc khống chế chakra tỉ mỉ gây 232% cộng 60.000 điểm sát thương thuật thuật lên một cái địch hàng trước, thêm hiệu ứng trị liệu cho tất cả đồng minh của chúng ta mỗi giây hồi HP bằng 10% công duy trì 8 giây. Khá giống với skin của bố này. Skin 1 của Yamato cũng là thuật trị liệu anh em ạ. Mục đích
một tích bích hồi 55% HP cho tất cả đồng đội, sau đó hệ ứng giảm miễn nhiệm để thương cho đồng đội đằng trước và tăng 10% sát thương bạo cho toàn bộ đồng đội duy trì 4,4 giây. Con này ngon phết này, nhưng mà tô bút nhiều phết. Skin thứ hai thì mét cũng là bút anh ạ. Thay bố này thành là Sasuke đi. Chưa có sách để nâng kỹ năng rồi. Nếu anh em không có sách thì anh em có thể nuốt này. Miễn giả mù sao có thể mở tại 2/1. À, cần sách mới mở được các bạn. Không cần phải nâng sao đâu nha, có sách mới mở được những cái nâng sao không giải quyết được vấn đề gì. Một sách này. Còn đánh thử phát anh em test skin. Chirui hơi nhanh quá nhỉ, chúng ta để tốc độ lên 2 cho nó nhìn xem. Wow, Arsene Shuriken mạnh quá nhỉ. Được cái gì không? Bây giờ mình thử vào shop mình quay hết đi xem có ra được cái con Kakuzu hay con Deidara hay toàn Snake không anh em ạ. Vã luôn đi. Và Ri và anh em. Anh em bảo mình vô đây vã. Hay là clip sau nữa. Thôi gọi con này là clip sau thôi. Và bye bye anh em nha. Nếu anh em nào fan của game học viện nhận giải cũng như thích những tựa game nào tô thì nhớ mình xin một like và những kênh nha, và cho đến một quả chuông thông báo để có xem những clip mới nhất của mình. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em những clip theo. Bye bye anh em. See you again. Bye bye.